Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với phần 3 trong series khám phá những món ăn ẩm thực trong đám cưới của người dân tộc Giao Tuyển tại Bắc Hà, Lào Cai. Vâng, thưa các bạn, ở hai video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn một số món ăn trong đám cưới này rồi. Tuy nhiên, cận cảnh chế biến một số món ăn thì mọi người cũng chưa được trông thấy. Nên ở video này sẽ cho mọi người xem cách chế biến một số món ăn đặc sản, một số món ăn rất là độc trong đám cưới của Giao Tuyển tại Bắc Hà, Lào Cai các bạn nhé. Mời các bạn đón xem. Cái này là nhân của cái món đậu phụ nhồi này các bạn. Đấy. Nó cũng giống như kiểu nhân của cái món bắp cải cuốn nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Đây là. Cái này ít mộc nhĩ hơn nhỉ? Chú nhỉ? Nhưng mà làm ít thế thôi hả chú? Chứ đâu cái nhân là nó không đấy nhồi được nhiều đâu mà. À, là mình dùng ít nhân thôi. Với cái là nhựa kia con. À, không dùng nhiều nhân nên là chỉ cần ít thôi. Nhiều nó cũng chả thấy rồi. Vâng. Băm sắp xong mấy cái con ngan rồi các bạn ạ. Được 3 âu to rồi. Nếu chưa pha cái này xong rồi, tôi nấu nhiều luôn đi. Bây giờ là anh em bắt đầu chế biến cái món đậu phụ nhồi thịt đây. Trước tiên là anh em là phải thái những cái miếng đậu phụ ra thành từng cái miếng vừa vừa và sau đó sẽ chiên lên. Rất là nhiều đậu phụ luôn. Khều bên trong nó ra này để cho nó có cái khoảng trống để nhét thịt vào này. Mong thầy dài dài. Đúng rồi. Mổ đâu nói. Những cái miếng đậu phụ này đã được chiên giòn lên bây giờ cũng rất là thơm. Nhớ vào trong kia không các loại thịt nạc các thứ để làm món bắp cải cuốn này. Băm tiếp cái mộc nhĩ để cho vào này. Đổ về cho làm hai bàn mai luôn đi. Đổ rồi. Cho cả hành, cả tỏi, cả xả nhỉ? Nhiều gia vị phết. Có phải cho trứng không? À, vẫn phải cho trứng luôn. Get out.
cho nhiều trứng vịt. Rồi, tiếp tục trộn lên. Cái lòng đỏ không vỡ này. Đó. Trước tiên là phải luộc qua để cho nó mềm cái lá rau này đã. Thì sau đó thì sẽ sử dụng cái lá này để làm món bắp cải quấn. Đấy, bây giờ là chú nhúng vào nước lạnh để cho nó nguội. Xong là tí nữa cho anh em gói vào từng cái lá này. Ở kia là đang rán cá này. Đây là những con cá rất là to này, để tối nay ăn tối. Đó. Còn ở kia thì vẫn chiên đậu phụ để làm món đậu phụ nhồi. Đây, bây giờ là bẻ từng cái lá bắp cải ra để làm món bắp cải cuốn đây các bạn ạ. Còn anh kia là anh ấy cắt cái cuống đi để cho nó mềm. Sau đó bên này là anh em bên này là gói cái nhân vào luôn. Tao về lâu rồi, bọn tao về lâu. Thái nó đi chống dịch hết rồi. Chung người giao ở đây ít lắm. Toàn con trai, chả thấy con gái đâu. Nó nhảy gái mới ra nhảy. Ít người giao. Thế á? Tí gái nó ra nhảy à? Tí gái phù lá ra nhảy. Gái giao hiếm lắm. Gái giao ở dưới. Tí gái phù lá ở Nậm Tống ra nhảy à? Ui, mấy anh em này gói cái to thế. To thế này. To thế này sao dám ăn? Ăn 3 miếng mà. Được cắn thôi. Thế rồi nó lại to. Như cái này này. Lá luôn. Một chữ gói là hết rồi này. Đấy. Mỗi lần gói một nửa thôi, nhưng gói hẳn một lá. Một nửa nó lại bé quá. Ừ. Sao lại bé? Bé to vẫn bà bộp hết. Đẹp đấy. Đấy. Mày gói như này mày phải chôn nó gốc vào chứ mày để thế này. Thế đấy. Nó thành cái gì nữa? Như này được không? Đấy, như thế là đẹp rồi. Ở bên này là anh em đang giúp nhau làm món dồi lợn các bạn ạ. Đấy. Đây là một cái chậu tiết rất là to này. Ở trong này là có mỗi tiết hay là có cả nhân hả anh? Có cả nhân hết. À đây à? Tất cả luôn. Mỗi thứ một tí vào đây hết. Cái này là tiết lợn hay là tiết gà đấy ạ? Tiết lợn, tiết gà, tiết ngan. Chung vào nhau hết luôn. Cho gia vị thơm phết nhỉ? Thôi vừa rồi nha, đây chứ. Không có là một chó. Nó quấn rồi. Đây đi. Kiểu à, của bán đi. Cho quấn nhiều thế. Cái này là để làm món tối nay đúng không anh? Vâng, tối nay ăn. Cái này là kiểu ăn nháp đây. Nhìn làm đều nhau phết.
Đói cục hộp tí rồi, đúng chưa? Thôi nhá, buộc đi. Vâng, từ từ nhá. Lúc đấy anh Dương hỏi không phải lộn, nó cứ thấy cho vào. Đâu? Thôi, vừa về thôi. Hồi nghe lặn xe nó... Vào nó khó hơn. Ờ, nó vẫn vào được mà. Vẫn vào mà. Chạy tốt. Nó đẹp luôn đấy nhỉ. Nhìn nó đẹp. Ờ, trơn luôn. Bây giờ cho cái này vào nó chạy. Thôi, không phải lộn được. Thao nắp ra đây. Cho cái mơ nó vào trong luôn. Quấn là cẩn thận vào cái này đây. Tí nữa mới. Bây giờ không cái này mình phải cho mình. Nó cần từng đoạn xong là nó buộc. Xài ra. Làm máy phải có kinh nghiệm chứ. Đấy. Nó trẻ con 10 tuổi không biết rồi. Cái này. Cái này là lá hẹ hay là lá hành đấy? Hành. 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 Nhưng mà có phổi các thứ nhỉ? Ừ, có hộp nhỉ? Có. Phổi này, băm thịt cho vào nó. Phổi, thịt băm các thứ. Giờ mày sao rồi? Thật đúng không? Kể. Gia vị mắc kén hạt dổi các thứ nhỉ? Ừ, vâng. Hạt tiêu rồi. Thì đã trở cái này xuống rồi. Như thế lại xuống dễ hơn nhỉ? Nó cao không? Nó cao. Giờ nó vào phòng ra hết thôi đấy. Kia nó gục xuống thì thôi đấy. Cho vào trong ấy, cho vào trong chậu để cho nó lại rơi vào. Rồi lợn này có vẻ nhiều tiết phết mình. Ba đâu nhỉ? Tối nay có 10 mâm à? Chú. Cứ làm 10 mâm. Anh sẽ tạm tiếp được. Bây giờ là chú này đang múc thức ăn ra để chuẩn bị ăn tối các bạn ạ. Cái này là món lòng rồi là món vâng lòng gà lòng ngan. Mề gà các thứ này. Đấy. Để chuẩn bị ăn tối các bạn ạ. Còn ở bên này là món cái món thịt ngan băm này. Đấy hẳn một chảo to luôn. Cái này kia là những con gà với lại những miếng thịt để treo lên sáng mai làm món ăn các bạn ạ. Sáng mai cho gà vào luộc. Và những cái miếng thịt kia thì sáng mai để luộc để làm món canh phển.